Hi, JD. Hey, baby. Hey, JD. Mặc live vest siêu nè con. Để lên. Rồi đó, cô chú coi nè. Coi bờ vai nhỏ bé nè. JD này mặc đồ sexy ghê cô chú. Một một cái vai thì có cộng dây, một cái vai là không dây luôn. Làm gì giờ mang dép vô, trời ơi biết mang dép vô kìa. Ôi mang đúng luôn kìa. Wow, mang dép đúng luôn. Không có bị ngược luôn kìa. Lên đây mẹ mặc áo phao vô nè. Để lên. So baby, I'm taking a class on Tuesday. Oh, what kind of class? CPR. Oh. CPR. From 9:30 to 2:30. That's what happened. Only one day. Oh, I went for like 12 weeks. Yeah. Yeah, one day for 12 weeks. Honey, you're missing something, and your nipple's showing. Yeah. Lỗ hang. Here. Mặc đồ vô lỗ hang, nhảy lên. Here, put the sun. Maybe that's what's happened when you have a sister is a doctor. Oh yeah. Well yeah, I took one. It was 12 weeks. And it was like a first responders course. So JD. I got to learn how to do the Heimlich. JD, you gotta put this on. Đó, nó trốn, nó không có chịu mặc áo phao giờ, nó trốn rồi cô chú. Coi kìa, coi nó trốn kìa. JD, come here. Here, you'll have to get it on her. Rồi, JD có áo phao rồi cô chú ơi. Mệt ghê hả chơi hả? Đâu á? You wanna come and drive with me? Wow, dữ wow. Ta chuyên nghiệp vậy ta. Bạn lấy thuyền được bao lâu rồi? You're so good at driving, JD. Trả lời câu hỏi đi, bạn lấy thuyền được bao lâu rồi? Mà sao bạn chuyên nghiệp dữ vậy? Trời ơi. Không cho ba đụng vô luôn hả? You gotta look around you. Phải nhìn đằng trước, nhìn thẳng đằng trước. You can't hit a boat. Con phải nhìn thẳng đằng trước. Bíp bíp hả? Bíp bíp. JD, you wanna go swimming? We miss a swim class today, JD. Swim class. JD, Mr. Swim class, 2-2 today. So maybe the memory card was like 256. The one that was iPhone? Yeah. Was it a good one or a bad one? It's a good one. What was on it? Old videos. I know. That'll save you some time. Rồi coi, có đứng coi chân nè. Sit over there with her. Should I? Why can't you? You said like you can't believe that I'm taking a CPR class. Sounds just like me. Oh, nhảy hấp hấp đó. Yeah, maybe you two over. I want JD to be wild and free. Right, JD? We gotta be wild and free. Why? Because we only need once.
cô chú là thoát tim với chị luôn. Chạy đi, what you doing, chạy đi. Trốn hả? Trốn đi con. Trốn. Nằm xuống trốn cảnh sát đi, trốn. Cảnh sát bắt bây giờ. Rồi giờ nó nhào qua bên đó, tôi phải nhào qua bên đó luôn, thấy không? Khổ chưa? Đây, bỏ ở đây xuống. Cá đâu chỉ mày coi, cá đâu? Cá dưới đây hả? Cá dưới hả? Cá đẹp không? Cá đẹp không? Cá màu gì á? Cá màu gì? What color? Cá màu gì? Cá màu gì con? No. Con chờ gì chơi? Con đứng con coi gì vậy? Nói mày nghe coi. Con đứng con coi gì vậy? Con chờ người á hả? Chờ người nơi ấy á hả? Phải không? Có phải đang chờ người nơi ấy không? Sao? Giấy hả? Dục. Đừng có dục giấy xuống sông nha. Đừng có dục giấy xuống sông nha. Trời đất ơi, mẹ mới nói tất thì đó. Đó, mẹ mới nói tất thì đó, rồi giờ giấy dục xuống sông rồi. Chi, say chi. Mẹ mới nói còn sao? Mẹ mới nói vàng sao? Đó, vàng nói mẹ nghe đi. Sao? Cá đâu chỉ mẹ coi cá đâu? Ông ngoài đây là cũng sâu lắm nè, chỗ này là cũng sâu lắm nè. Yêu dù là xa ở nơi đâu em xin được yêu xa xôi. Trời đất ơi, rồi mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi, rớt dưới hả? Rớt dưới hả? Lụm không? Ai lụm? Con lụm hả mẹ lụm? Ai lượm? Con lượm hả mẹ lượm? Hả? Bằng trai. Thương cái bằng trai cho bá đi thôi á. Bằng trai này mà mốt sướng khổ đây, đây xè tay ra coi bói coi. Xè bằng tay. Xài bằng tay cho coi bói. Cái gì? Thôi thôi đừng. Đừng giùm. Ừ thôi đi vô đi. Hey, vô đi. Hai mượn con dục xuống dưới đi. Giờ con thôi đi vô đi. Mặc cái đồ y như Alibaba không? Em bé Alibaba nè cô chú. I had enough sun for the weekend. Mấy giờ rồi? Chay là giờ là buồn ngủ rồi nè. Mà phải ráng nha con. Từ từ rồi ngủ. Ngủ được chứ con ngủ giữa đường là ngày mai là mẹ đi làm không được luôn á. Con muốn đi vô mà ở ngoài. Muốn đi vô. Đi vô không? Đi vô đi. Vô đi. Té. Đi vô, vô trong tàu, vô trong thuyền đi con. Vô trong thuyền đi con. Cá dưới hả? Ừ, cá dưới đó. Cá đâu? Cá dưới hả? Con kêu đi cá. Đúng rồi. Gì vậy? Gì vậy? Tụt xuống đường đó hả? Đây mẹ bồng, đứng lên mẹ bồng. Đứng lên mẹ bồng vô.
Chá, đúng rồi, chá. Chá đâu? Chỉ coi mấy con cá, có mấy con chá dưới. Con bả kìa. Có mấy con chá dưới nó mày nha trời, cho mấy con chá. Chạy đi. Có mấy con cá. Chá. Mày thấy rồi, thấy chá trời. Đi con. Đi mày bọc, đứng lên, mày bọc. Đứng lên mày bọc, khỏi cần tụt xuống, đứng lên. Dạ, hay tụt xuống đây. Rồi, tụt xuống đây. Đúng rồi, good job, chạy đi. Rồi đi vô, tự đi vô nhà đi con. Đi vô nhà. Quay đầu là bờ. Từ từ thôi. Good job, chạy đi. Đi từ từ thôi con. Hi. Good, how are you? Chạy đi. Say hi. Say hi. Hi. Is that two? Fish. I'm surprised she's not more interested in the geese over there. Yeah. She was about to. Yeah. Yeah, đi lại, đủ dịch kìa, đi lại, đủ mang dịch kìa, mang dịch nó đứng đó, nó phá là phá sớm nữa kìa. Đó, mang dịch nó thấy chay lặng sợ này chay. Yeah, dịch kìa. Từ từ nghe, từ từ thôi, đúng rồi. Rồi, đủ dịch đi lại, đủ dịch đi kìa. Lại đủ dịch đi. Không đủ nữa hả? Con đi đâu ạ? À? Giờ con đi đâu ạ? À? Vô nhà hả? Coi thử biết vô nhà không? Đi vô nhà đi. Vô nhà đâu? Yeah. Hả? Nó không vô hả? Ê. Xì tóp. Đó, mang dịch cho nó. Đi đâu chạy? Coi cái bờ dai kìa. Bờ dai nhỏ bé kìa. Cái bờ dai nhỏ bé kìa. Chá, biết rồi, biết chá trời. Thôi đi vô đi con. Đi vô. Đi đàng hoàng. Đúng rồi. Có đủ mang dịch không? Mày đi đủ mang dịch không? Ủa, nó nghe nè, dép đâu? Dép đâu? Ồ, dép đâu? Chết rồi, dép đâu? Eww, stop. Chạy đi. Thôi đó kìa. Chạy đi, stop. Dép đâu? Đi vô nhà lấy dép mang vô. Gì đâu nữa? Mặc đồ sexy cái khoái cả đường không ha? Chay ơi, sao bữa nay con đi ra đường mà con không mang dép vô vậy chay? Ôi trời. Đây từ từ thôi. Baby, she's afraid of all the poop. No, it's not hot. Wow, giỏi quá. Lùa đi. Coi chừng đạp nha. Ngồi xuống, bỏ chân dưới nước đi con. Ngồi xuống. Đúng rồi, bỏ chân dưới nước sọc xuống. Đúng rồi. Good job, chạy đi, see. Thấy chưa cô chú? Tự động nó đi.
Okay, okay, yeah. No, they're not gonna do anything to her. Con, mày sợ con dấp cái chân quá nè chị ơi. Dấp chân là chảy máu nè. Rồi ngồi sập chân dưới nước đi. Ngồi sập chân dưới nước đi. Bỏ chân xuống. Bỏ chân xuống. Làm gì vậy? Bỏ tay xuống hả? Mát không? Mát hả? Ừ. Rồi làm gì chạy ra chạy vô hoài chị? Khi nó đi vô nhà nó không chịu cô chú ơi. Dẫn nó vô tới nhà nó nói nhô. Té té đừng. Trời ơi giật chân á. Sao nữa giật nước nữa hả? Yeah. Mát không? Trời ơi chùi lên mình chùi lên mình. Ừ. Xây gì? Nước, con nói nước. Ớn chưa? Nó ngăn chưa? Trời ơi tắm đó, tắm đó. Mát không? Mát. Mát ừ. Mát là được. Nữa hả? Mát không? Mẹ cho con tắm nha. Giờ đi xuống tắm không? Tắm không? Tắm không? Giờ mày thay đồ cho tắm nè. Ớn thiệt cái gì vậy? Rồi qua bên đây hả? Giờ qua bên đó hả? cá đâu con chỉ mẹ coi cá đâu cá dưới kìa. Con có thấy con ở dưới không? Con có thấy cái bóng con dưới không? Cái bóng con chay dưới đâu ta? Làm tôi chóng mặt đi nó luôn, phải đi lên rồi nó đi xuống. Từ từ thôi, đúng rồi. Té 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 từ từ. Gì vậy, tính làm gì vậy? Đi lên tàu với ba không? Đi lên tàu với ba không? Sao khúc này chưa đụng hả? Nước là khúc này chưa đụng hay sao? Hơi cao đó, cái khúc này hơi cao đúng rồi. Đó, hơi cao vọng qua bên đây. À. Đó, khúc này hơi cao, không phải lại khúc kia kìa. Ừ, đúng rồi. Mát không? Mát ừ. Từ từ. Giữ ta. Từ từ nha. Đúng rồi. Thủ cứ nhảy vậy chạy gì chạy đi chạy lại 10 vòng chưa vậy? 10 vòng chưa? Này gió quá trời hả? Say hi. Say hi đi. Nó thấy neighbor đi làm về nó chạy lại đó cô chú. Nó thấy hàng xóm á. Say hi. No kisses. Good job, JD. Ba làm gì vậy? Ba lấy súng ba bắn mấy con đó hả chị? Yêu yêu. Trời đất ơi. Ha. Ba xịt nước con nghe chị. Baby, it's gonna be slippery. Yeah, oh yeah, be careful. Yeah, why did you do that then? Ba bắn nước con hả?